buổi chiều mùa thứ bảy nha anh em. Bên này buổi chiều ngày thứ bảy, nha anh em. Em chuyển đồ cho anh em cái cài nha anh em, giới thiệu anh em cái cài đây. Anh em ở Cầu Kè, Trà Vinh nè, anh em ở tỉnh Trà Vinh nè, vô mùa cài rồi em bán cái cài về cho anh em luôn nha. Rất nhiều anh cảm ơn anh em Trà Vinh sơ ủng hộ cho Hoàng Mai rất nhiều. Đây cái cài về Cò Kè Trà Vinh nha. Anh em ở Trà Vinh ai có nhu cầu cứ alo nhắn tin cho Hoàng Mai nha. Đây rất nhiều mặt hàng của anh em buổi chiều. Đây, nhông chuyển hướng, nhông trung gian nghề đầy đủ hết cho anh em. Anh em ở Cò Kè Trà Vinh nhận cái cài của em nha. Anh em ở xa anh em cứ alo nhắn tin cho Hoàng Mai, em nhận phục hồi cắt chi tiết máy cho anh em gần xa. Anh em ở gần thì đang tới em, còn anh em ở xa thì chuyển qua đường bưu điện giúp em nha. Ở băng đi con. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Buổi chiều thứ bảy. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Em nhận phục hồi các chi tiết máy cho anh em gần xa. Cái cài của em là thông báo cho anh em nghe, cái cài em sử dụng là sử dụng cho máy dầu nha anh em, không sử dụng cho máy xăng được nha. Anh em sử dụng máy dầu, động cơ diesel mới kéo nổi cái cài của em nha, chứ động cơ máy xăng là không kéo nổi nha anh em. Có nhiều anh em điện thoại hỏi em nha. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em. Buổi chiều thứ bảy.